của em là nó đau ở hai bên bên hàm, bên lại tai lên cả nó nhói nhói nó kiểu là mù, lại nó đau ở nên cái chỗ hai lông mày. Vâng. Mắt có đau không? Mắt thì không, nó tai có bị ù không? Tai thì nó lúc thì nó ù, nó lúc nó nhói nhói bên trong, nó nhói nó ngứa. Nó đau cả cổ, cái vai gáy. Cả cổ cả vai gáy. Cái này của em nó mắt như kiểu nó cứ nhìn kiểu nó tối tối, nó tình trạng nhìn nó cứ nhìn kiểu hoa mắt. Hoa mắt. Cái này em nó hay bị đau ở trong cái hàm này. Đau cái trong cái hàm lợi này. Đấy. Cái này nó hay bị viêm, hay bị sưng như kiểu sưng lợi. Thế tình trạng này là bao nhiêu lâu rồi? Của em nó cũng được tính là được 3 năm này. Đi đúng các viện họ cứ bảo là bị đau đầu vận mạch ấy. Lấy bao thuốc uống trả đỡ rồi. Đây lại viêm xoang nữa, viêm xoang thì đi chụp thì họ thấy mọi trái vấn đề gì nên bệnh viện chụp họ bảo không vấn đề gì. Và nó cứ đau đầu không có chỉ mệt mỏi. Trong ngày thì là nó đau nhiều lúc này. Nó cứ cảm giác lúc thì nó đau, cảm giác nó đau lung tung ấy. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì là cái buổi nào là bị đau nhiều hơn? Đau nhiều thì nói chung là buổi lúc buổi tối cũng đau, buổi tối thì tầm tối tối nhưng mà lúc nó đau lúc nó không. Nhưng như nó nâm dâm nó kiểu giác tê tê mặt ấy. Mặt nó buổi tê. Sáng ngủ dậy có đau không? Buổi sáng ngủ dậy thì cảm giác nó mệt mỏi. Nó mệt. Đau thì đau thì một lúc sau thì nó mới đau. Cứ nằm ngủ đi thì nó lại cảm giác như là nó hết, nằm ngủ một lúc. Thế em uống rượu vào nó có đau hơn không? Uống rượu quá, rượu không? nó bừng bừng mặt lên, nó nóng mặt lên, đau tăng. Đăng tăng. Em hai tay thì tình trạng nó cứ đỏ đỏ, nó bừng bừng đỏ đỏ hai tay lên. Bừng bừng mặt như kiểu nó dồn, nó nóng hết mặt. Này. Thế ngày xưa là uống thuốc được bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lần rồi? Thuốc thì em chỉ điều trị đau đầu vận mạch như điều trị viêm xoang thôi. Chứ còn cái này em chưa điều trị bao giờ. Cái tình trạng đau vai gáy thì nó có nặng không? Đau vai gáy thì có, đau nó đau hết cả vai mấy cái cổ gáy. Đau lưng có bị không? Lưng thì không. Chỉ đau hai bên vai mấy cái cổ gáy. Với vùng đầu, thái dương, bàn tay, thái dương, tai, với mắt. Nốt có bị nốt có vấn đề gì không? Nốt à? Nốt có đau hay là có nghẹn hay cái gì? Nốt không. Nốt bình thường. Thì là bị như thế thì nó ảnh hưởng như nào? Trong cái cuộc sống. Sống như nó ảnh hưởng nhiều, làm em được như toàn lấy tiền thuốc nhiều. Làm cũng như toàn bộ tiền nó lấy tiền thuốc. Lấy phải chắc 13 năm nay làm toàn bỏ tiền lấy tiền thuốc, cứ mỗi tháng nên ở lội cũng phải mấy triệu tiền thuốc. Giờ 12 triệu tiền thuốc. Ok.